Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chúng người sẽ đến. Người bảo các ông lúa chín đầy đồng mà ở các phải yếu. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền bao bì giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào Chúa Thiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai tán ngưỡng bình an thì bình an của anh em sẽ trở lại với người ấy, và không thì bình an đó sẽ trở lại với thân anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thứ gì thì anh em chịu đựng chút đó, vì làm thờ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, và bất cứ thành nào mà người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta chọn cho anh em. Hãy giữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: chiều đại Thiên Chúa đã đến gần cả không. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đã đến giờ khai mạc buổi lễ. Con xin thay mặt cho ban tổ chức liên nhóm Hà Tân Định, Phú Thọ và Chí Hòa, chúng con Phêrô Đỗ Chí Thức, con Thanh Hương, xin gửi đến quý cha, phó trưởng ban, cha phó ban và cha chính xứ Tân Định cùng toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cha cùng quý vị thành viên cũng như quý khách, hôm nay quy tụ về đây gồm các thành viên một vụ truyền thông đại diện cho các giáo hạt trong gia đình một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, và đặc biệt sự hiện diện của ba giáo hạt Tân Định, Phú Thọ, Chí Hòa. Chúng con xin được phép gọi tắt một vụ truyền thông liên nhóm là Tân Thọ Hòa. Chúng con gặp gỡ nhau đây long trọng cử hành lễ hội liên nhóm Tân Thọ Hòa với chủ đề gặp gỡ chia sẻ trong việc mục vụ truyền thông. Theo lời mời gọi của giáo hội: trước hết là để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng con được ơn làm ngôn sứ bằng những phương tiện truyền thông hiện đại, cùng nhau học hỏi sứ điệp ngày thế giới truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Nhờ đó chúng con tìm ra phương cách hoạt động cho năm tới. Là dịp chúng con gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm truyền thông, qua đó cùng động viên nhau chu toàn bộ phận truyền thông của chúng con theo gương mẫu truyền thông hoàn hảo của Đức Kitô. Vâng, tham dự ngày hôm nay, chúng con hân hoan chào đón cha Giuse, trưởng ban một bộ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Chúng con xin trân trọng kính mời. Chúng con xin chào đón cha Giuse Vũ Minh Doanh, phó ban truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng là cha linh hướng của hạt Phú Thọ. Chúng con xin chào đón cha Paulo Nguyễn Quốc Hưng, là cha chánh xứ Tân Định, cũng là cha đồng hành của hạt Tân Định. Chúng con xin. Và sự hiện diện của toàn thể quý khách cũng như quý một vụ truyền thông, thành viên truyền thông của chúng ta, chúng con xin trân trọng chào đón. Xin tất cả thành viên một vụ truyền thông chúng ta cùng đứng lên chào mừng quý cha và quý khách, và hân hoan nồng nhiệt bắt tay nhau trong tình yêu thương của Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn, chủ đề của sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 50 là Truyền thông và lòng thương xót.
một cuộc gặp gỡ xin nhiều hoa trái. Việc gặp gỡ trước hết và trên hết là gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời Ngài. Vì thế, để khai mạc buổi lễ tân thọ hòa hôm nay, sau đây chúng con xin thánh hóa buổi hôm nay bằng nghi thức cầu nguyện. Xin hôm nay chúng ta, chúng con xin mời quý cha cùng quý anh chị em chúng ta đứng để nghi thức cầu nguyện. Phần. Thứ nhất, nhìn lại những hoạt động mục vụ truyền thông của ba giáo hạt Tân Định, Phú Thọ, Chí Hòa. Thứ hai, học hỏi sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 50, đường hướng hoạt động năm tới. Thứ ba, dâng thánh lễ tạ ơn. Giờ đây, chúng con trân trọng kính mời cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, hạt phó Tân Định, trưởng ban tổ chức lên lễ đài tuyên bố khai mạc buổi lễ mừng bổn mạng một vụ truyền thông của Liên Nhóm Hạt Tân Thọ Hòa. Chúng con trân trọng kính mời cha. Người đại diện ban cha phó ban và các anh chị em trong truyền thông của Liên Nhóm Hạt, trong niềm vui của năm tháng đồng tương sống, có dịp để tôi dùng và chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm truyền thông với thánh Luca là bổn mạng của nhóm. Con xin được chào mừng tất cả quý cha và tất cả anh chị em đã đến với giáo xứ Tân Định trong buổi học mặt hôm nay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những sự tín và xin lòng thương xót của Chúa cùng đồng hành. Và chúng ta là những nhà truyền thông để xin đường của Chúa đến cho mọi người. Xin được chào đón tất cả mọi người và xin được tuyên bố khai mạc ngày học mặt hôm nay. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha trưởng ban. Sau đây là phần nhìn lại những nét sinh hoạt chính yếu của một bộ truyền thông trong năm qua của Ban Giáo Hạt Tân Thọ Hòa. Xin cứ mời vị đại diện của giáo hạt Phú Thọ lên trường này. Xin mời anh Thức. Xin một tràng pháo tay chào đón anh Thức ạ. Ông Dân xin phép đại diện cho hạt Phú Thọ xin gửi đến quý cha cùng quý vị báo cáo một vụ truyền thông của hạt Phú Thọ trong năm qua, từ tháng 5 2015 cho đến tháng 5 2016, truyền thông của tổng giáo phận chúng ta. Để con xin phép quý cha cùng quý vị chúng ta hướng về màn hình. Báo cáo của phục vụ truyền thông hạt Phú Thọ gồm 3 phần. Thứ nhất là phần nhân sự, thứ hai tình hình hoạt động và thứ ba là phương hướng hoạt động trong năm. Và nhân sự thì hạt Phú Thọ chúng con hiện tại bây giờ có 12 thành viên, trong đó có 6 thành viên công tác và có 9 giáo xứ có thành viên tham gia truyền thông của hạt Phú Thọ, trên 15 giáo xứ. Về hoạt động mục vụ thì mục vụ hạt Phú Thọ chúng con hàng tháng tham gia thánh lễ đầu tháng
và họp linh đạo vào tuần thứ ba tại hội trường giáo xứ Tân Phước. Và chúng con đã cử hành bộ mạng của hạt Phú Thọ vào ngày 29 tháng 9 và tham gia một số bộ mạng của Liên nhóm hạt. Về hoạt động tác nghiệp thì chúng con dựa trên trang web của giáo hạt Phú Thọ và trang web của Titoco. Do thời gian vừa rồi trang Titoco đang trong quá trình nâng cấp thì chúng con chưa kịp update lên những cái bài vở mà chúng con đã tác nghiệp trong năm. Sau thời gian tới thì ổn định thì chúng con sẽ bắt lên qua lại cho trang của Titoco. Và chúng con có phát hành bản tin tới 15 giáo xứ và đặc biệt là các thông tin của cha hạt trường muốn gửi đến cho tất cả các giáo xứ thông qua cái bản tin cũng như các lễ hội mạng, các ngày giỗ của quý cha cũng như các sự kiện sắp tới. Đây là một cái mà chúng con rất là tâm đắc vì cái đó là cái chủ động cho chúng con hoạt động trong tháng. Và chúng con đã phát hành bản tin tới cho các giáo xứ. Và đây là một số danh sách các thành viên đã chu toàn bộ phận. Thì hiện tại chúng con do là chưa có bắt link qua được cái trang Titoco, do đó tức về cái số lượng về bài viết thì chúng con chỉ ước chừng. Thì sau khi mà trang Titoco hoàn thiện thì chúng con sẽ đưa qua đây một số người. Anh chị em đã gửi cái con số nhật tác và nguyệt tác. Riêng về nguyệt ký thì chúng con đều đặn hàng tháng đều họp tại giáo xứ của cha đồng hành. Phương hướng hoạt động thì chúng con dựa vào cái sứ điệp của Đức Thánh Cha đưa ra thì chúng con sẽ họp lại với nhau và đưa ra cái trích ra một cái hướng là lòng thương xót. Đây là cái mà chúng con sẽ tập trung vô là những người có hoàn cảnh khó khăn ghi nhận lại. Ví dụ như là những người có bệnh thì chúng con sẽ đi theo cái ban Caritas của giáo hạt Phú Thọ và khám bệnh chữa bệnh cho các giáo xứ. Thì chúng con sẽ ghi nhận hết tất cả những sự kiện. Đây là nói lên cái lòng chia sẻ cái nỗi đau của cộng đồng chúng ta, còn rất là nhiều người đang khó khăn thì chúng con sẽ cố gắng truyền tải lên. Ngoài ra thì chúng con đang năm nay thì chúng con có lên kế hoạch là tất các giáo xứ nào có tham gia các có thành viên thì chúng con sẽ ghi âm các bài giảng cũng như thánh lễ. Thì hiện tại giờ có mới 4 giáo xứ đang làm thử. Thì đây là đại diện của giáo xứ Phú Hòa mang cái bài giảng thánh lễ tới cho các cụ già không đi tham dự thánh lễ được và bị bệnh. Chúng con đang thử nghiệm mới được 3 tháng thì kết quả thì sau thời gian nữa thì chúng con mới đưa ra được cái hướng. Về các kênh phát hành bản tin trong giáo hạt Phú Thọ, hiện tại giờ chúng con đang có là trang của giáo hạt Phú Thọ là trang chung cho 15 giáo xứ. Bản tin Phú Thọ là chúng con phát hành các thông tin. Rồi có 3 giáo xứ đã có trang mạng riêng: giáo xứ Hòa Hưng, giáo xứ Tân Phước, giáo xứ Phú Hòa. Và ngày mai đây trang của giáo xứ Vĩnh Hòa sẽ được chính thức do cha Hán sẽ nhấn nút khai sinh ra thêm một trang nữa. Đó là một cái tin vui cho giáo hạt Phú Thọ chúng ta. Vâng, qua những cái gì chúng con báo cáo thì đây thì một số cái yếu tố để cấu thành lên một cuộc truyền thông. Nên đây thì xin phép cho con được chia sẻ. Về vấn đề quan tâm thì là 50% từ hướng cha sở. Còn linh hướng là chúng ta phải tự trang bị, tự phải học thêm và đưa ra nhiều hướng để cho các cha thấy được cái mình đã định hướng như thế nào. Thì các cha mới có một cái niềm tin thì mới tạo điều kiện cho mình. Điều kiện chỉ là 10% thôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải có cái linh hướng để đưa ra hướng hoạt động cho cha sở. Và nhân sự là không đến nỗi là phải nhiều lắm, vì nhân sự chúng ta làm việc truyền thông là những người giống như là, con xin phép là giống như là người cầm đèn chạy chiếc ô tô, là những người chúng ta phải có nhiều kiến thức hơn so với những hội đoàn khác, vì là chúng ta là người định hướng. Do đó là nhân sự nó rất là hạn chế trong vấn đề là tuyển vào nhiều nhưng mà không làm được thì rất là khó. Con lấy ví dụ như là những người trong các hội đoàn, người ta có kiến thức về hội đoàn nhưng mà
mình mời người ta tham gia thì người ta lại không có thời gian nhiều, nhưng là người ta lại có về cái kiến thức tổng quan về trong cái sinh hoạt đầu tròn. Cái đó là cái nguồn rất là quý. Tuy nhiên thì mời vô được thời gian đầu, thời gian hai người ta sẽ lại thuộc vào cái hộp đoàn người khác. Đó là một cái nam giải, do đó cần nhân sự chúng ta nếu mà ai đã cố gắng thì chúng ta phải chọn lọc kỹ, vì đưa vô thì dễ nhưng mà làm việc với nhau rất là khó. Qua kinh nghiệm của bản thân con ở giáo xứ cũng như là một số anh em trong giáo hạt, mối tương tác giữa chúng ta với cha sở thì quyết định cuối cùng là của cha sở thôi. Tất cả những cái yếu tố cộng lại chúng ta chỉ là 30%, còn 70% quyết định là từ cha sở. Nếu mà cha sở không quan tâm, không hỗ trợ chúng ta thì chúng ta không thể nào làm được hết. Đó là những cái mà con muốn chia sẻ. Và cái sắp tới nữa là chúng con sẽ làm tiếp tục cái ghi âm, và chúng con đang bóc lên trang của giáo hạt Phú Thọ về các bài giảng của quý cha. Đó là cái hạt Phú Thọ con sẽ định hướng về vấn đề là ghi âm thánh lễ và bài giảng. Con báo cáo chúng con đến đây đến hết. Chúng con xin cảm ơn quý cha và quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh trưởng ban truyền thông Phú Thọ. Sau đây con kính mời cha Giuse Vũ Minh Văn, cha đồng hành của hạt Phú Thọ chúng con, xin kính mời cha. Chúng ta cùng với toàn thể anh chị em, chúng ta đang sống một cái thời đại mà truyền thông bùng nổ, tin tức tin mừng nó xen kẽ lẫn lộn với nhau. Ngày hôm qua tôi đọc cái bài và báo cũng nói nhiều, và chúng ta thấy ngày hôm nay nó tin tức nó bị nhiễu nhiều quá. Đã chính vì vậy mà nhiều khi là những người truyền thông chúng ta phải nói sự thật, và hơn nữa không phải lúc nào sự thật cũng nói được, nhưng mà nó chỉ có cái là thế gì để rồi chúng ta biết mang lời Chúa vào ở trong cuộc sống, và để mọi người nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa. Những cái bài mà chúng ta đăng lên, hay là những cái bài mà chúng ta cùng chia sẻ, ước mơ là anh em truyền thông của chúng ta ý thức, để nhờ đó mà chúng ta mang lời Chúa trong tình yêu. Cũng như là chủ đề của 50 năm ngày truyền thông thế giới đó, là Đức Thánh Cha mong muốn là truyền thông và lòng thương xót của Chúa cho mọi người là sớm nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa. Thì sẽ ngắn gọn cùng với chị cha chị em. Chúng con xin hân cảm ơn cha Giuse đồng hành hạt Phú Thọ. Sau đây con xin mời anh Lễ, đại diện của vụ truyền thông hạt Tân Định. Xin chào cha trưởng ban, cha phó ban và phó Tân Định là cha sở của con. Thực ra đây là lần đầu tiên là mình mới tổ chức cái buổi gặp mặt lớn lao như vậy, thành ra là rất là thiếu nhiều kinh nghiệm. Xin báo cáo cái báo cáo của mình so với cái báo cáo của họ rất là đơn giản. Đầu tiên á là cái báo cáo của hạt Tân Định dựa trên cái hướng dẫn của cha trưởng ban là xoáy vào năm cái hoạt động của truyền thông, và cũng giới thiệu sơ qua thì giáo hạt Tân Định có 10 giáo xứ, nhưng mà chỉ có 5 giáo xứ là có truyền thông. Thí dụ như là An Phú là có anh Hiển. Giáo xứ Vườn Xoài là rất mạnh, Vườn Xoài là đa số cái tay viết bài mà cái dụng danh Trường Sơn đây nè, anh là chủ tịch của Vườn Xoài, ra là hoạt động rất là thuận lợi. Hoặc là như giáo xứ Bùi Phát cũng là truyền thông rất mạnh. Ở đó có hai nhóm, một nhóm của hội đồng mục vụ và một nhóm của truyền thông chúng ta. Và anh Định thì sau có nhiều thay đổi, trước đây là anh Phong, nhưng mà mới đây là anh bọn công việc mình ra ảnh đẩy cho mình làm trưởng ban. Thì kể từ cái ngày thành lập là 9 tháng 10 năm 2006 thì mới đầu là thành viên là có khoảng 7
tới nay là chín, nhưng mà đa số là cũng thay đổi. Đây là những cái buổi họp mặt hàng tháng, chúng con cũng ráng duy trì cái buổi họp mặt hàng tháng, vì đó là rất là quan trọng để chúng ta trao đổi tin tức và học hỏi. Và điểm qua cái những năm cái hoạt động, cái thứ nhất là cái nguyệt ký. Nguyệt ký thì ở đây nhờ anh Hiển là chúng con mỗi tháng, mỗi quý đều làm đầy đủ cái nguyệt ký này. Ở trong nguyệt ký, đây một thí dụ của nguyệt ký vào tháng 9, thì chúng con báo cáo tất cả, lập cái biên bản của cái buổi họp. Sau đó những cái những khó khăn trở ngại và những cái đề xuất chúng con ghi vào đây. Tiếp theo là cái phần nguyệt tác, tức là đăng bài lên trang tổng giáo phận. Thì nhiều bài nhất là của anh Thế Hiển, 91 bài đăng lên trang tổng giáo phận. Rồi tới con là Bảo Lễ 53 bài, anh Thường Sơn là 46 bài, và anh Nguyễn Văn Quý là 43 bài, có anh Tài 12 bài. Là nói chung là được sự ưu ái của các anh, một số bài thì cũng không được hoàn chỉnh, nhưng mà ở trên cũng chăm chế, cũng sửa đổi, thành ra đa số bài được duyệt đưa lên trang ảnh của phòng. Về phần nhiệt tác thì có anh Quý, bữa nay anh vắng mặt, anh có tới 454 bài nhiệt tác. Và cái nhiệt tác này đó thì cha trưởng ban cha Vũ Huyền thường nhắc mỗi ngày làm sao á, là chỉ cần lựa một lời Chúa và một cái sự kiện nào đó, cha nhắc đi nhắc lại là ráng mỗi ngày được cái nguyệt tác. Và anh Quý đây đã trung thành, anh có 454, rồi sau đó anh Tài là 43, anh Thi Hiển 41, không đã cố gắng, nhưng mà cái đúng là cái đó cũng gặp nhiều trở ngại, khó mà có thể thực hiện mỗi ngày. Ở đây là thí dụ dành nhật tác của anh Thế Hiển, anh lấy cái tên là nhật tác sân ga cuộc đời, rất là ngắn gọn. Và cái phần mà tham gia trong cái năm cái sinh hoạt mà cha nhấn mạnh đó là nhật tác, nhật ký, nhật tác và cái kỷ yếu của giáo xứ. Và cái phần cuối cha nhấn mạnh là phải tham gia các câu lạc bộ media. Thì đây Hạt Bình Định có tham gia cái câu lạc bộ audio, và cái này cũng là mới mẻ, ta cũng nhờ anh Tuấn, anh Tuấn audio ảnh cũng sửa bài, sửa cái file audio rất nhiều. Chúng ta xin tràng pháo tay để cảm ơn Tuấn. Thì ra các file xin mời chào với tay chào đón cha Du Xê trưởng ban trưởng Hạt Phú Thọ. Thì audio á, nói chung cũng là khá khó, mặc dù mình thu rất là rõ, nhưng mà anh Tuấn ảnh xem lại thì rất là dở, anh sửa quá sát. Mà tới giờ này mình chưa học được những cái kỹ thuật của ảnh, đang học hỏi. Ví dụ đây là cái audio, sau khi anh sửa xong thì anh cũng post lên luôn. Và chúng con cũng tham gia câu lạc bộ viết tin. Viết tin đây thì đây là một cái buổi họp câu lạc bộ viết tin. Cái này là mỗi tháng sau cái tuần lễ thứ hai. Thì nhờ cái buổi họp này á, chúng con có viết được những cái tin tức để mà chuẩn bị để mà viết tin. Và đây là cái tham gia những cái lễ hội lớn của truyền thông. Sau đây là một cái video clip ngắn tóm gọn những cái sinh hoạt của các truyền thông, của các giáo xứ, của Bùi Xoài, của Bùi Phát, sư Bùi Phát thành tài những người nói mỗi anh em đều hoạt động tích cực trong cái phạm vi của mình. Trước nay thì giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có tham gia, nhưng mà sau này có những cái website riêng cũng ít. Giáo xứ An Phú tuy nhỏ nhưng mà cũng có tích cực nhiều cái bài viết, nhiều cái hình ảnh.
xứ Roma. Roma thì đại diện thánh xứ rất quan tâm đến truyền thống. Phần báo cáo của con đến đây hết, xin được chào. Xin cảm ơn anh Lễ, trưởng ban của cục truyền thông Hà Tân Định. Tiếp theo chúng con kính mời cha Paulo Nguyễn Quốc Hưng, đồng hành một cuộc truyền thông Hà Tân Định, chia sẻ về vấn đề một cuộc truyền thông trong giáo hạt. Mời cha. Thưa bố cha hạt trưởng Hà Phú Thọ, thưa cha trưởng ban, cha phó ban và anh chị em, con là bị ép buộc vô cái trưởng ban truyền thông này được chừng mười mấy ngày á, trong buổi họp đầu tháng thì cha quản hạt của hạt Tân Định chỉ con được các cha vỗ tay thế là xong, mà con không được có ý kiến. Con có ý kiến là nói cái này con dở lắm, ngay cả điện thoại quý vị thấy con cũng xài cùi bắp, không có cái gì gọi là media hết trơn đó, là con có việc thuộc về lĩnh vực này. Sau đó thì các cha tiến hành lấy phiếu bầu hạt phó, cái con cũng chưa bị dính luôn, cái sợ con có ý kiến, con còn nhỏ chưa có làm được cái đấy. Xong, vỗ tay, thế là xong, tất cả đều là vỗ tay, thế là con bị dính. Nên thật sự ra vấn đề này vẫn là còn mới với con và còn khá nhiều là bỡ ngỡ. Do đó thì rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả mọi người để giúp cho các viên và giáo hạt Tân Định cùng hòa nhập với truyền thông của giáo Phật. Nếu như với lấy cái tên mà của liên hạt là Tân Thọ Hòa thì chắc là mới, Tân là mới. Làm sao cho truyền thông mình thọ là sống, có bài viết mọi người cùng tham gia và giữ được cái hòa khí bình an, thì nhờ lời chuyển cầu của Thánh Luca xin giúp cho tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn. Chúng ta chân thành cảm ơn cha Paulo. Để thay thêm đồ quý, chúng con kính mời cha hát và các thành viên đứng lên để tham gia vũ điệu hát múa truyền thông trong Chúa. Cho trên ca bướm lửa trên ngàn hoa là truyền thông trong yêu thương, tìm say mê tìm chân lý đã vươn cho mùa xuân. Truyền thông tìm mở rộng để u ấm trong yêu thương tất cả không trừ ai. Nó truyền thông cho Giêsu trong tim con chẳng biết những nỗi đau. Sau đây xin mời anh đại diện Hạt Chí Hòa lên báo cáo. Một vụ truyền thông Chí Hòa, chúng con xin trân trọng kính chào cha trưởng ban, quý cha cùng tất cả các anh chị em. Và bây giờ là báo cáo trong năm hoạt động, một năm hoạt động của chúng con trong năm qua. Nhóm Chí Hòa chúng con hiện nay có logo mới là đây. Và báo cáo một vụ của chúng con là, và nội dung của chúng con xin báo cáo là giới thiệu về một vụ truyền thông Chí Hòa và những sinh hoạt trong năm 2016. Thì về nhân sự, chúng con được sự hướng dẫn và chỉ đạo của cha đồng hành Phêrô Nguyễn Văn Tâm. Ngài rất là hăng hái và nhiệt tình hướng dẫn cho chúng con hoạt động tác nghiệp và làm việc trong giáo hạt rất là tích cực. Cho nên nhóm mục vụ truyền thông chúng con cũng
hoạt động anh em rất là có tinh thần. Và số thành viên hoạt động của chúng con là 17 thành viên trên 17 giáo xứ, nhưng trong đó thì có 5 giáo xứ chưa có admin, đó là giáo xứ An Lạc và giáo xứ An Tôn. Giáo xứ An Tôn thì nhỏ, chưa có truyền thông, còn giáo xứ Chí Hòa thì theo thông tin mới nhận biết được hôm nay thì chúng con được biết là cha Lê Minh Trung đã tuyển được 3 thành viên của truyền thông, nhưng mà chúng con chưa biết được tên. Còn giáo xứ Thái Hòa chúng con cũng chưa tìm được admin, giáo xứ Vinh Sơn 6 cũng vậy. Ở trong ban điều hành thì anh Gia An Nguyễn Xuân Đại là trưởng nhóm. Ngày hôm nay anh phải đi công tác ở Đà Nẵng cho nên anh vắng mặt. Còn con là Du Xe Phạm Quang Hòa, con xin phó nhóm và con xin đại diện ở đây. Và chị Maria Nguyễn Thị Minh Tình là thư ký kiêm luôn thủ quỹ. Ở trong đây thành viên tán trợ thì của chúng con có 21 thành viên, thì có 11 thành viên đã tuyên hứa và 10 thành viên chưa tuyên hứa, nhưng họ cũng đi hoạt động, cũng sinh hoạt chung với lại các thành viên hoạt động vào hàng tháng rất là tích cực. Ở trong đây ban điều hành của chúng con về tán trợ là anh John Batista Hoàng Quang Huy là trưởng nhóm và chị Maria Nguyễn Thị Minh Tình là phó nhóm. Về những hàng tháng chúng con có những cái thông báo gửi qua mail, qua tin nhắn là mời đi họp, và hàng tháng chúng con không họp tại một chỗ, chúng con cứ tới từng giáo xứ một và xin phép cha chánh xứ cho chúng con họp ban truyền thông hàng tháng, thay phiên nhau họp để động viên mỗi giáo xứ đó họ có những cái truyền thông, họ biết về truyền thông của mình để mình đi họp, cho nên là để rồi họ có thể ủng hộ và hỗ trợ, rồi họ có thể tích cực tham gia trong vấn đề truyền thông. Cho nên mỗi tháng chúng con đều có thông báo này và các anh em nhận được thông báo đều đi các xứ để họp hàng tháng. Ở trong đây chúng con có sau khi họp đều có biên bản linh đạo hàng tháng và chúng con up lên Titoco, và trong đó chúng con có cả video nguyệt ký hàng tháng. Sau khi họp chúng con đều làm video và có biên bản họp chúng con đều up lên trên newtitoco.vn. Sau cuộc họp chúng con đều chụp hình kỷ niệm lưu niệm lại. Và đây là nguyệt ký của chúng con. Trên nguyệt ký của chúng con làm là những hình ảnh của buổi họp và những cái hoạt động trong giáo xứ. Và sau những cái... Đây là hình ảnh của chúng con họp tại ban tại giáo xứ Tân Chí Linh. Và trong đó về những cái thiết bị hoạt động, chúng con được những ân nhân hỗ trợ. Hiện nay chúng con mới được hỗ trợ thêm một... máy tắt cam ghi âm DR07, đó là ân nhân đã hỗ trợ cho một vụ truyền thông Chí Hòa chúng con hoặc để chúng con có thể hoạt động thêm. Rồi. Anh Ngân. Về vấn đề nhật tác của chúng con thì có chị Maria Kiều Mỹ, anh Vinh Sơn và chị Minh Tình, hàng ngày chúng con đều đưa lời Chúa lên trên một vụ lời Chúa hàng tuần, có khi hàng ngày, nhưng có lẽ là do thời tiết lúc nắng lúc mưa cho nên cũng nhiều khi cũng quên, có cho nên là cái phần lời Chúa của chúng con vẫn đưa lên thường xuyên để làm cho cái Titoco của chúng ta luôn luôn nó có cái sự hoạt động, mặc dù con người còn ốm còn đau cho nên là cái Titoco nhiều lúc nó cũng phải trục trặc chút. Đó là những cái mà chúng con có thể làm được trong cái thời gian mà chúng con hoạt động hàng tháng. Ở đây chúng con cũng đã tham gia các câu lạc bộ hoạt động của trung tâm mục vụ, trong các nhóm truyền chụp hình, media, viết tin và tham gia các sinh hoạt đi hoạt động tại các sự kiện. Và để tiếp tục triển khai cái sứ điệp truyền thông thế giới 50 thì với chủ đề là truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ trên nhiều hoa trái,
thì chúng con trong năm tới chúng con sẽ cố gắng chu toàn cái trang Titoco của giáo xứ, và chúng con cố gắng chu toàn nhật tác, nguyệt tác, nhật ký, và chúng con sẽ cố gắng động viên tất cả các anh em hoạt động tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ trên trung tâm và hoạt động trong giáo xứ cũng như trong giáo hạt. Chúng con xin hết báo cáo, chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha cùng quý anh chị đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng đại diện cho một bộ truyền thông hạt Chí Hòa. Phần 1 về báo cáo đã khép lại. Sau đây xin bước vào phần 2. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng học hỏi sứ điệp của Đức Thánh Cha và hướng hoạt động trong năm tới. Kính thưa quý cha cùng toàn về quý thành viên, chúng ta đang sống trong một thế giới bùng nổ về công nghệ thông tin, nhất là mạng Internet, đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu là tiện ích. Tuy nhiên cũng không ít thông tin chưa tốt, làm cho nhiều người hiểu sai cũng như sống lệch lạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Để giúp những người lạc bước ấy hiểu đúng về giá trị trong cuộc sống và sống lành mạnh, thăng tiến trong đời sống đức tin, chúng ta cần phải cộng tác với nhau với cái nhìn trung thực trong mọi lĩnh vực, chuyên cần học hỏi, cầu tiến để có thêm kiến thức sâu rộng, nhất là khi chúng ta đang lãnh nhận sứ vụ loan báo lời Chúa, đem tin vui đến cho mọi người. Giờ đây, kính xin quý cha cùng quý khách, chúng ta cùng hướng về màn hình và tham gia chương trình Nhìn Hình Đoán Ý. Sau đây xin mời cô Hương. Vâng, vì thời gian có hạn chúng ta nhanh chân ạ. Rồi, câu hỏi đã ra, xin mời, ai có thể trả lời ạ? Xin mở đồng hồ điện thoại, đồng hồ ngược 60 giây anh Nam. Rồi, được. Tại sao Đức Giáo Hoàng Francisco lại nói tự bản chất tình yêu chính là truyền thông? Con xin trả lời câu này. Bởi vì tình yêu đúng là truyền thông đó các anh chị, đúng không? Tình yêu là truyền thông. Đức Giáo Hoàng nói câu đó đúng chính xác, mình không thể nào sửa đổi được. Tình yêu là truyền thông, bởi vì khi chúng ta yêu là chúng ta đã truyền nó thông rồi. Đó, cho nên con thấy là truyền, khi mà chúng ta sống trong cuộc sống, chúng ta biểu lộ những cái tình cảm, những cái với cái tình yêu đối với anh em tha nhân, mình yêu thương mọi người với cái tình yêu thương, là chúng ta đang giới thiệu với mọi người hình ảnh của Chúa, là anh em chính là Chúa, và Chúa hiện diện trong từng anh em một. Khi mà chúng ta yêu như vậy, tức là chúng ta đang yêu Chúa, và đó là tình yêu, đó chính là truyền thông. Mình xin hết ạ. Dạ, em nhìn đây, đây là một quả tim được mở ra, thì cái câu rất là ngắn gọn. Con xin bổ sung cái ý kiến của anh Hoàng. Trong cái hình vẽ cũng như là câu nói, tức là trong khi mà chúng ta truyền thông là chúng ta phải gặp gỡ, chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải mở con tim mình ra. Và khi mở con tim đó, chúng ta sẽ nhận được những tình yêu của người ta và của mình trao lại cho tất cả những người mình tiếp xúc. Dạ, xin mời chào cái tay cho anh, xin mời máy cho mở câu trả lời ạ. Tự bản chất tình yêu chính là truyền thông, vì tình yêu luôn dẫn đến mở ra và chia sẻ. Xin cảm ơn anh. Câu hỏi kế tiếp, con xin kính mời cha trưởng ban. Hãy cầu nguyện xin làm khí cụ truyền thông hữu hiệu qua nội dung một bài hát có chữ khí cụ trong mặt kép. Hãy cầu nguyện xin làm khí cụ truyền thông hữu hiệu qua nội dung một bài hát. Xin cho con biết lắng nghe. Đúng không? Đáp án thì... Đúng không? Đúng, đúng không? Thì... Kinh Hòa Bình. Xin cho con biết lắng nghe hả? Bây giờ ai giơ tay lên trả lời thì mới đúng. Còn nếu đúng mà rồi. Đoán ý không phải là không phải ạ. Thì Kinh Hòa Bình, mình biết là Kinh Hòa Bình, nhưng mà mình vừa rồi mình hát để cho các anh chị phản đối. Nhưng mà các anh chị không... Không, cái bài vừa rồi, cái bài câu hát vừa rồi là lời Chúa. Bây giờ anh chị nào giơ tay này, không anh chị nào chị cứu bỏ. Là cái câu hãy cầu nguyện xin làm khí cụ truyền thông hữu hiệu qua một bài hát, là bài hát Kinh Hòa Bình.
Xin phòng máy mở. Rồi xin mời anh hát một chút ạ. Cái này là phần quà cho của anh Hoàng. Đâu nếu mọi người rồi. Nhắc là anh Hoàng sẽ đâu lấy quà rồi. Đó xin mọi người đừng nhắc. Cái này là nếu mà nhắc là anh Hoàng anh sẽ lấy quà. Trả lời năm câu lấy luôn 5 gói. Phần quà này trị giá dưới 1 tỷ đó. Do đó mọi người chúng ta ai lên cứ rất là đơn giản lên trả lời. Anh chị nói lên là em sẽ là người kích động nhà các anh chị nhà. Rồi bây giờ anh Hoàng có trả lời hay không? Nếu không thì trả lời câu nào ạ? Kinh Hòa Bình anh có hát cái được một đoạn Kinh Hòa Bình không? Lạy Chúa tự nhân xin cho xin con chúng ta cùng hát. Biết lắng nghe và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dạy con khi bình an của Chúa. Rồi xin cảm ơn. Nguyễn là có chữ khí cụ ở trong đó ha. Anh Linh tự lên chữ khí cụ. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Mời anh Hoàng về chỗ. Xin mời bác Chín lên. Bác Chín chưa trả lời ạ. Bác Chín chưa là. Con xin mời cha đồng hành của chúng con cha dân ạ. Câu số 1. Xin phòng máy mở câu số 1. Nội dung sứ điệp thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50 là gì? Không ai nhắc, xin đừng nhắc ạ. Rồi, anh đặc biệt ưu tiên anh nha, 10 tiếng đếm ngược. Không thôi là em mời người khác. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Đó là truyền thông tình trong tình yêu gặp gỡ thì rất quên. Gặp gỡ. 3, 2, 1, anh trả lời đi anh. Xin lỗi, đó là một cái tình yêu gặp gỡ để nảy sinh hoa trái. Đó là cái na ná không nhớ hết được. Lâu quá rồi quên. Cậu xin cảm ơn anh được một chút chút. Rồi em xin mời chị Tiến. Kính thưa cha và tất cả các anh chị em. Chủ đề của sứ điệp thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50 là truyền thông và lòng thương xót, cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái. Xin phòng máy mở. Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ sinh hoa trái, đúng không ạ? Vâng. Xin cảm ơn chị Tiến. Quý vị thấy không, rất là đơn giản, rất là truyền thông của chúng ta đang làm hàng ngày. Và xin mời một vị lên nữa, chúng ta còn tới nhiều phần quà. Thời gian có hạn, xin một vị nữa. Vâng, quà còn nhiều Sơn lắm nhé. Cho chọn câu số 9. Phòng máy mở câu số 9. Điều thiết yếu nhất của lòng thương xót là gì? Lòng thương xót đòi ta phải trình bày sự thật như thế nào? Đây là một cái tấm hình có cái tai. Thì chúng ta sẽ có hai từ. Rồi kế tiếp có một câu nữa, lòng thương xót đòi ta phải trình bày sự thật như thế nào? Xin anh cứ nhìn lên hình đoán ý. Điều thiết yếu nhất của lòng thương xót là sự lắng nghe. Chắc tôi bổ sung thêm đó là sự cảm thông nữa. Lòng thương xót đòi hỏi ta phải trình bày sự thật như thế nào? Sự thật đó là sự thật một cách khách quan. Anh có câu trả lời cuối cùng không ạ? Đó là sự bác ái và lòng yêu thương đó. Vâng, xin cảm ơn anh Sơn. Xin phòng máy chúng ta mở đáp án. Phải lắng nghe với lòng bác ái, có đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn Sơn. Vâng, do thời gian có giới hạn thì chương trình chúng ta tới đây tạm dừng. Thì còn tới mấy câu nữa trong bữa tiệc huynh đệ chúng ta sẽ tiếp tục chơi. Và sau đây là chương trình kế tiếp. Vâng, giờ đây chúng con xin kính mời cha hạt trưởng hạt Phú Thọ lên chia sẻ về ngày sứ điệp truyền thông thế giới lần thứ 50 với Linh Hạt chúng con. Chúng con xin trân trọng kính mời cha hạt trưởng. Kính thưa cha trưởng ban và phó ban phục vụ truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như tất cả các vị trong ban truyền thông của các Linh Hạt. Tôi không nhớ rõ có đúng tên không, Sài An Chiếu, rồi ra thì ra gì ta
ra đức thiêm hay quá, đẹp quá. Rồi phú nhuận với Gò Vấp với xóm yếu này, xóm mới là gì ạ? Gò mới gì ạ? Còn Phú Nhuận nữa. Phú Gò Mới. À. Rồi bên Hóc Môn với lại Tân Sơn gì là gì ạ? Cổ Sơn Môn à? Lúc như giờ chùa nào hả? Riêng với lại Liên Hà Thai, tức là Tân Định, Phú Thọ và Chí Hòa thì lấy cái tên nghe trước đầu tiên là Tân Phú Hòa, bây giờ gọi là Tân Thọ Hòa, nhưng mà tôi nghe như vậy tôi sợ quá mất đi, bởi vì có cái hãng hòm Tân Hòa, Tân Thọ, Tân Thọ, Tân Hòa đều có mấy cái hãng hòm cả. Cho nên mà nghe đọc là người ta đọc lướt qua là Tân Thọ thì sợ quá đi. Có lẽ hạt phúc của chúng tôi là phải là Phú trước đã, rồi sau muốn Thọ, sau thì Thọ. Chứ cho nên có lẽ lại lấy cái lại kia cũ là Tân Phú Hòa, đành rằng là cũng có một giáo sư hạt Phú Thọ là Tân Phú Hòa, còn lấy là Tân Thọ Hòa thì tôi nghe xem là tổn thọ quá. Trước thì lấy cái tên là Tân Phú Hòa, bây giờ Tân là Tân Thọ Hòa thì tôi cũng xin gọi là xin phép để mà được không ạ? Hay là có gì trục trặc không bởi có chữ Phú đó? Về vấn đề truyền thông thì tôi cũng gọi là mây mò thôi, học gọi là học lõm rồi cứ không có bài bản gì, thua tất cả quý cha và quý vị, nhưng mà tôi cũng cố gắng làm cái công việc gọi là xin lỗi có khi gọi là lấn sân với lại cha trưởng ban truyền thông của giáo phận, hàng tuần thì cũng gửi những cái tin tức thông tin rồi những bài giảng chia sẻ cho các cha, tôi nghĩ cũng là đem một chút gọi là hữu ích cho các cha các giáo xứ, thì tôi cũng mong rằng là các ban truyền thông Liên Hạt cũng phải nỗ lực để giúp cho chúng tôi, cho ban truyền thông của mỗi giáo hạt, mỗi Liên Hạt và nhất là ban truyền thông của tổng giáo phận nó phong phú hơn. Bây giờ thì người ta nói rằng là ai nắm được thông tin là nắm được thế giới, internet đã là đi vào tất cả ngõ ngách và cuộc đời của mọi người trên thế giới, nên chúng ta phải tận dụng. Ta nhớ lại là trong cộng đồng thứ hai thì có một cái thông điệp về truyền thông Intermedica, những sự kỳ diệu thực sự là không biết đó, các nghị phụ hồi đó có nghĩ đến cái sự kỳ diệu quá sức như hồi đó năm 1960 không? Bây giờ chúng ta thấy rằng là hôm nay thì chúng ta cũng gọi là mừng Thánh Luca, mạng của truyền thông Liên Hạt hai Tân Phú Hòa, nhưng mà cũng là cái ngày lễ Thánh John Paul đệ nhị giáo hoàng, là một công vị và vị là cũng là truyền thông rất là mạnh mẽ, thì có sự kết hợp trùng hợp như vậy để thấy rằng là chính cái giáo hoàng là người đã tận dụng các cái phương tiện truyền thông xã hội để đoàn báo tin mừng biết bao nhiêu là thông điệp, rồi công thư tự sắc rất nhiều. Còn chúng ta đây thì trong khung cảnh bé nhỏ cũng không cố gắng làm cái gì, làm sao cho mỗi cái mạng của các giáo xứ, của các giáo hoàng nó phong phú hơn, cập nhật những cái tin tức nó tốt hơn. Trong khi đó thì chúng ta phải nhớ lại lời của Đức Hồng Y, chúng ta phải đem tin vui chứ không có tin tức. Có nhiều giờ thì quả thực là có những cái gọi là cái nhiễm độc ở trong internet, trong truyền thông, nhiều khi chúng ta không có biết, thì chúng ta cũng xin để mà cách nào để giúp cho những người sử dụng internet đó được gọi là đạt được cái hiệu quả, làm cái ích lợi cho đời sống đức tin và cho
đời sống của con người. Tôi thành thực là cảm ơn truyền thông, vì mỗi khi mà có cái muốn biết cái gì thì cũng nhờ truyền thông mạng của tổng giáo phận, thấy rất là phong phú. Ví dụ như vừa rồi thì tôi thấy tôi đi tìm kiếm gọi là làm sao kiếm được cái bài giảng về truyền về cái gọi là ngày truyền giáo. May mắn là có cái bài giảng của Đức Tổng giáo phận Phaolô ngay trong đó. Đúng là Chúa Giêsu nói là tìm thì sẽ gặp, nên mong rằng là chúng ta phải tìm những cái gì mà ích lợi cho đời sống tinh linh của chúng ta. Hôm nay có thể nói là lần đầu tiên mà chúng ta họp mặt ở nơi đây, không những là truyền thông của Liên Hạt 2 Tân Phú Hòa mà còn được gặp mặt các vị ở trong các Liên Hạt bạn. Tôi rất là mừng, mong rằng là chúng ta không phải chỉ có thu gọn ở trong giáo xứ trong Liên Hạt, làm sao mở rộng được tất cả các Liên Hạt và toàn tổng giáo phận của chúng ta. Tôi xin hết lời. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha Giuse đã có những chia sẻ hết sức là chân tình với chúng con. Và tiếp theo chúng con xin mời cha Giuse trưởng ban truyền thông tổng giáo phận Sài Gòn lên chia sẻ và đúc kết buổi chia sẻ hôm nay. Chúng con trân trọng kính mời cha. Kính thưa cha hạt trưởng Phú Thọ, thưa cha phó ban truyền thông, thưa tất cả anh chị em, hàng năm chúng ta lại tổ chức mừng bổn mạng của từng liên nhóm mục vụ truyền thông. Và mình tổ chức như vậy trước hết để mình nhớ ơn vị thánh bổn mạng của mình. Khi mình nhận các ngài làm bổn mạng thì chắc chắn là các ngài không có thể bỏ qua được. Thế là các vị cũng thương đồng hành để phù hộ cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta, đó là điều chắc chắn. Cho nên cái dịp này để chúng ta cảm ơn ngài, cảm ơn vị thánh bổn mạng ở trên trời, và đồng thời cũng cảm ơn những vị bổn mạng phù hộ cho chúng ta ở dưới đất. Ví dụ trước mắt chúng ta mà vị mà nâng đỡ phù hộ chúng ta là cha hạt trưởng đây, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô cha. Vâng, ngài hết sức là tha thiết với truyền thông. Ngay từ đầu thành lập truyền thông của Phú Thọ là ngài rất là thương, và sự hiện diện của ngài đã nói lên điều đó rồi. Cảm ơn cha rất nhiều, một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn cha. Và vị bổn mạng nữa đây là cha phó ban của chúng ta, hỗ trợ chúng ta về mặt vật chất, rồi nâng đỡ tinh thần nhiều sự lắm. Chúng ta một tràng pháo tay nữa thật nồng nhiệt gửi đến cha phó ban. Và đặc biệt hôm nay cha hạt phó của Tân Định cũng là hiện tại bây giờ là mình rất vui là được chính thức là mình đồng hành của vụ truyền thông Tân Định, phải không ạ? Và cha hết sức là quảng đại, cha sẵn sàng đón nhận chúng ta ở đây và sẵn lòng để làm trưởng ban tổ chức nữa. Với những sinh hoạt tuyệt diệu dưới sự phù hộ của cha, chúng ta có thêm một đấng bổn mạng nữa. Xin một tràng pháo tay hoan hô cha. Vâng, vừa rồi là anh em chúng ta cũng hướng lòng để cầu nguyện cho thân mẫu của cha, phải không? Thân mẫu của cha chắc cũng hiện diện ở đây với chúng ta, bên người con yêu quý của cha. Trong thánh lễ lát nữa chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho bà cố. Đấy là những vị bổn mạng của chúng ta, các cha đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta, cùng với vị thánh bổn mạng trên trời và thánh Luca phù hộ cho chúng ta. Vừa rồi thì lắng nghe tất cả những cái chia sẻ của anh em, thì trước khi anh em chia sẻ thì tôi cũng đã có xem lại, mặc dù lúc nào thì cũng là nghĩ đến anh em để tham dự những buổi họp linh đạo của anh em. Thì tôi thấy là đặc biệt, một lần nữa nhận định đúng như năm ngoái, là các nhóm mục vụ truyền thông của Tân Phú Hòa, tên mới mà cha hạt trưởng đặt cho những nhóm này, là ba cái nhóm này rất là hạnh phúc. Nhất là nhóm ở bên Chí Hòa thì cha Tâm là hết lòng hết sức rồi, được một đứng bổn mạng như vậy là quá hạnh phúc, phải không ạ? Có phải đúng thế không? Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng cho bên Chí Hòa đã có cha đồng hành tuyệt vời như vậy. Rồi bên Phú Thọ thì có cha phó ban ở đây với chúng ta,
cũng là và hết sức là yêu thương. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho nhóm Phú Thọ và Tân Định. Thì bây giờ chúng ta có cha đồng hành ở đây là tổ chức được như vậy là quá đẹp, cho nên chúng tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh Luca. Chúng ta gắn bó với nhau. Ba nhóm này đều có thành viên mới đi học cái khóa vừa rồi hết không? Khóa ở bên Chí Hòa có thành viên mới đi học không? Có. Rồi nhóm Tân Định có không ạ? Tân Định có người mới không? Có khi có mà không. Ở đây, 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 không, ngồi đây. Không phải hả? Rồi bên nhóm Phú Thọ. Phú Thọ nữa. Phú Thọ thì chính trưởng ban, không, anh trưởng nhóm đưa thành viên mới đến lớp học. Đó là điều rất quý. Và tôi nghĩ là những anh em đó thì đang được huấn luyện để hội nhập dần dần. Đến hết cái học kỳ này thì các anh em sẽ có mặt với chúng ta để cho làm sao mà tất cả các giáo xứ, như ý định ban đầu của Đức Hồng Y là mỗi giáo xứ thì có một anh em để phục vụ về truyền thông cho giáo xứ đó, ban truyền thông của giáo phận lập ra để mà phục vụ cho các giáo xứ, trước hết là cho các giáo xứ có nhân sự về truyền thông, thì các giáo xứ có nhân sự về truyền thông, ban truyền thông của giáo phận là để phục vụ cho giáo xứ, cho các cha xứ, cho các cha hạt trưởng. Thế thì anh em lưu ý để làm sao cho những cái giáo xứ nào chưa có anh em gọi là admin, chưa có những người phục vụ về truyền thông đó, để phục vụ cho các cha xứ dưới sự điều hành của các cha xứ cũng như hạt trưởng, thì chúng ta quan tâm để cho có đủ người. Để những chia sẻ của anh em ở trên đây là tôi thấy là thấy tất cả những nỗ lực cố gắng của anh chị em dưới sự hướng dẫn của các cha sở và của các cha hạt trưởng, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện chuyện đó, thực hiện làm sao mà mỗi giáo xứ đều có người để phục vụ cho giáo xứ đấy, đó về mặt truyền thông dưới sự hướng dẫn của cha xứ. Và rồi thì năm cái công tác đó thì chúng ta cố gắng nhật tác, phải không, nguyệt tác, nguyệt ký, kỷ yếu giáo xứ và tham gia các câu lạc bộ truyền thông, và rồi thực hiện những cái điều mà tùy theo từng giáo hạt đề ra cho anh em. Ví dụ như là hạt Phú Thọ, tôi thấy là có trang web của giáo hạt, rồi có các bản thông tin mà anh em đã hết lòng để mà vâng lời cha hạt trưởng để làm cái việc đó. Mỗi hạt nó có những cái đặc sắc riêng. Rồi hạt Phú Thọ còn là thâu âm các bài giảng rồi mang đến cho những bà cụ nữa. Thì đó là điều quá tốt. Vừa rồi thì chúng tôi đi họp ở bên Signis đó. Rồi Signis họ duyệt cho những đề án của cấp giáo phận, cấp hội đồng giám mục về truyền thông. Đưa lên trong cái đề án đó thì mình cũng trình bày cho thấy là mình có thể bỏ bao nhiêu tiền ra để thực hiện đề án đó, và Tòa Thánh cũng hỗ trợ cho mình để mình thực hiện cái giống như anh em làm đó, là làm sao mà mỗi ngày có một cái studio để mỗi ngày có cái thánh lễ lên online để những vị mà ngồi ở nhà đau ốm để có thể mở ra để có thể tham dự thánh lễ ở nhà được. Đó thì thấy anh em đã thực hiện cái chuyện đó ở giáo hạt rồi, và những giáo hạt khác cũng có rất nhiều cái sáng kiến để chúng ta cùng nhau thực hiện điều đó. Cho nên một lần nữa là xin cảm ơn các đấng bổn mạng quý cha đang là thương yêu để nâng đỡ anh em thực hiện cái vai trò là nhà truyền giáo của cái thời đại bùng nổ thông tin hôm nay. Đấy là sứ mạng của chúng ta, và các cha thương yêu nâng đỡ chúng ta. Và điểm thứ hai nữa là chúng ta dưới sự phù hộ của Thánh Luca, và hồi nãy là cha hạt trưởng cũng nhắc thêm là một cái sự trùng hợp rất đẹp, và hôm nay cũng là lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, dưới sự phù hộ của các ngài và với những nhiệt tình, những sáng kiến của chúng ta sẽ chu toàn trách nhiệm của mình, và những cái nhiệt tình nó được thể hiện từ đầu buổi đến bây giờ. Xin chúc mừng nhóm Tân Phú Hòa. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha Giuse đã chia sẻ những cái rất là
thiết thực. Và hy vọng là Linh hạt chúng con sẽ dựa trên những cái đúc kết của cha, và chúng con sẽ cố gắng thực hiện.